Rồi chụp đi, sao giật máy xuống vậy? Ơi, cái đó quay lên đài, còn kêu quay mày kỷ niệm. Trời, biết bấm không bò? Mò cái sợ à. Chụp đẹp rồi. Dị ứng cha này. Hương Hương lại này chưa? Lại chưa? Phi Nhung sưởng nước chưa? Gì hoài à? Nội đàn bạn chỗ ơi quá trời đây nè. Hôm nay quán Hương Hương dở chặn rồi cả nhà ơi. Quá trời đông luôn á. Rất là đông nè cả nhà. Ai mua giấy số em đi, muốn lấy em có hai căn nhà, căn Đào Phước, căn Chí Hòa, ở đây cờ bạc dữ lắm á. Nhắm mắt lấy em đại đi. Hai căn nhà ở đâu vậy chứ? Căn Đào Phước, căn Chí Hòa, căn Áo Đen muốn lấy tàu, kính bắn máy bay bà già má. Vậy. Có căn nữa gì chứ ơi. Vậy. Mày vô duyên chồng ta đẹp trai. Anh nhớ em không Áo Đen? Anh nhớ em không? Cu của Cu Đen mà. Nhớ bà chắc vô Chí Hòa ở. Trời ơi là trời. Ồ, ăn duyên dáng như vậy. Trời ơi là trời. Em là cô gái miền Tây. Vào thành phố 2 ngày gặp Cô Phương. Tìm Cô Phương tìm chi cho mắt công. Nó qua Canada nó đi làm gái rồi. Nè. Số đi đẹp trai quá trời. Ta mua mà đẹp trai giỏi hả? Trời ơi, mời thuốc, ngồi đi. Ngó tuần hơi cháy móng tay móng chân bây giờ. Gì? Gì? Ổng lại chưa? Ca Việt Kiều đó lại chưa? Trời ơi, ổng nhậu dữ vậy. Gì? Ở giả vô mặt mày áo cà mới đi chùa về đẹp như vậy mà nói mấy ngày. Hôm qua mặc áo kia má, má tỉnh mộng giùm đi má. Ai? Má cô chưa có chồng làm gì có con. Hai mẹ con nay xin kiếm không bán đây nè. Mấy cờ anh yêu. Chốt chốt. Anh nói con trai gì chốt bao nhiêu chốt. 10 cờ năm nay hả? 10 cờ là 101 đúng rồi nè. Chứ rồi con trai kiếm rồi chốt ơi. Hai. Trai nè. Có mà. Chốt nhận con trai á. Không. Quản nội cũng có chồng đâu con trai. Nè chừng nào có lấy này nè mà đúng. Chị có chỗ ngồi chứ chị. Đẹp quá có con hả? Ổn quá gì. Mấy tuổi mà đi lấy chồng sớm quá vậy. 10 cờ. Mua mấy cờ. Ê lấy ghế cho sếp tao ngồi coi kỳ quá. Nên là đeo nhiều rồi chứ. Ai biết nó đè nhiều nó nhét nhiều kệ nữa. Nè. Mấy con bay ba con bay mà nhét không vậy nha. Con phóng lên trời về sớm bán được cái này 200. Cô quay mua 1 triệu rồi không? Cô bán 200 rồi. Chứng ơi, không ngờ vô, chứng ơi. Ai? Trời ơi, gái đẹp dễ thương quá trời. Nè nè, hai đứa con ta đẹp cho ngồi chính giữa nha. Nè, để kêu lấy bàn cho ngồi. Trời ơi, mình lựa chính giữa cho con ta ngồi, nhiều lúc nó trốn bù, nó vàng. Mày kỳ quá, cho ngồi kế này đi. Má đẹp đẹp đưa qua hàng bên đây nồng đưa. Phi Nhung. Sửa bình căn con cho thằng Áo Đen này đi. Sửa nó đi. Đâu. Anh sửa nước đi anh. Đó sửa Áo Đen nó đi bình căn con lầu 1. Chị lấy ngớt không?
Đâu rồi. Miếng ớt còn đẹp quá. Đâu rồi mà. Đúng rồi. Hưởng ba con với lô độc đắc á, mày được 1 triệu, hai con trả lại tiền, chúng ra chị đổ liền nha. Rồi con ở dưới Kiên Giang rồi sao con lên con đổi? Trời, dưới Kiên Giang bỏ, chúng hoàng vốn nó cũng vô đó à. Số nào? À, Bình Thuận à. Bình Thuận qua đây nè. Biết rồi, đây nè. Bình thường hỏi có người nói bà mặc bộ đồ nổi quá sợ đi lạc hay gì nè. Thường Lâm lấy này, Thường đưa chỉ coi Lâm lấy cái gì nè, đó cái nào Thường đưa lại đây cái đó Thường á. Lấy cái gì Thường đâu rồi chị lấy Thường nè, Thường là này nè. Thường nó lấy đủ chưa hỏi chị đủ chưa 5 tờ 50. Rồi. Con mèo. Rồi còn kêu giúp gì nữa không? Không hết rồi, con heo. Một chút nữa vô có người mua hết có chia không? Chia, ổng đâu? Chia phải không? Mà nói bà chia nhà bà không chia tôi đi. Mày vô 50. Rồi cảm ơn chị. Đây, tiền ta cảm ơn vụ viên. Vậy không mua không gì có nè, nguyên đống luôn nè, cho luôn hả? Cho không? Với giờ này cô chạy không lại ta cô ơi đó, ta giờ xong ta mua gì số gì số bán nửa tờ mà. Kẹ, đưa cho chỉ mua kẹ. Ba chơi gái ba có chơi nửa cái không? Ông chơi một cái ông nói thôi cho anh xin ngay một cái nữa đi. Hay quá chứ ơi. Rồi gửi qua cho chị. Chị ngồi đó đi, ngồi đại đi chị. Vậy, bốc gì vậy? Mấy tờ. Trăm hai á, trăm hai 11.000 cờ, không có ăn gian đâu. Mới đi đóng princess với cù đèn á. Ừ. Đúng. Đúng rồi. Trời ơi, đại ơi. Ủa đâu mắc hết trơn rồi. Trời ơi, đưa 20 kg 100 mà dư. Ý hỏi dư với số nè. Số không có dư. Đem số biết mà. Vậy. Đồ vô đông quá trời. Đẩy xe vô đây ngồi đi vậy. Không có leo lóc nhà ngồi. Vô ngồi đi. Bà đẹp số không bà đẹp? Số không? 51 chỗ á, chị Hương á. Ăn hả? Uống nước cam đi cho đẹp, giúp quân lẹ. Ờ, uống cam da đẹp. Anh Việt Kiều sữa không? Ơi, anh nấu nâu sữa không? Lắc không vậy? Mày đừng dành ăn với ba nha. Trời ơi. Số ấy, số ấy. Số không? Vậy số ấy. Bà Việt Kiều có ghế chưa? Gì? Ôi, hello. Trời ơi, ảnh chó ra chỗ khác đi. Tôi tiểu đường. Nó cắn tôi ai đền? Tôi tiểu đường. Rồi chụp đi mày. Rồi chụp hình đi. Ê chú mở này chú. Bùng cây cái tay lên gì chú. Hai. Mày xe chim đi.
Rồi tắm nữa nè. 1, 2, rồi. Quá đẹp. Thôi, đừng cho con chó lại gần tao, sợ. Cái gì? Mày đừng nói mày xin chụp hình nữa nha. Rồi, chụp đi. Ơi. Vậy chụp đi. Không mày. Đủ má mua 5 tờ mà đè hung tao. Mấy tờ? Nãy mày lấy mấy tờ? Lấy lẻ đi. Đó thằng đang chiền à. Ờ nó chưa có vợ, tội nghiệp nó lắm. Nó không có bề đê. Trời nó có cu giống mày mà bề đê cái gì? Nó mới lớn lên, nhà nó Tây Nguyên á. Cự má nó đẻ ra lộn sao mà bị lé. Mấy mốt tao dắt nó đi chỉnh hình nè kìa. Bye bye. Anh số không có chỗ chưa anh? Vô vô phòng lạnh đi, phòng lạnh đẹp kìa. Có nệm trọng á chú. Nó đó đẹp hơn chú ngồi thoải mái. Bà Việt Kiều vô không? Có vú heo nè. Xương ngỗng, ăn đổi món đi. Ăn cái viên chiên nó ngán lắm. Nó không có đẹp da. Ăn vú heo nè, chỉ đó nó đẹp. Trời ơi, bà vô duyên quá, cô nói vậy không, bà mét vô Phương. Trời ơi, trời ơi, bà sao vậy? Không có gì mà mét bà ở trên á. Tan ta đổi món đi, thưởng thức nè. Ờ, nó mới ngon. Có tập ăn đi, da mình nó mới đẹp. Ờ, da mới đẹp. Ăn thử đi, thử lần rồi ngon. Trời ngon má. Cũng ngon nữa đền với số không? Ôi trời ơi, bạn cái công ty của đền. Số không? Anh đẹp trai. Anh Việt Kiều mua không? Anh Việt Kiều nhớ em không? Mua số không? Trời mua giờ đi chút. Cái gì? Thấy không? Hỏi họ bốt lộng con vậy gì vớt hàm văn luôn. Tôi quê con ngâm vô đây nè. Nửa thời nữa để người ta lồn. Người ta tẩy chai là mệt lắm. Tẩy chai là cái gì? Tẩy chai là gì? Nó đánh mấy cái gậy là bà. Trời ghê vậy à. Đừng cho nó nuôi. Tôi kiểu đường mà. Mấy cái gậy là sập cái Facebook luôn. Ủa ông áo đen ông lấy ai vậy? Ông lấy bà này được không? Lấy bà này à. Ủa ông có vợ hả? Dán đóng tiền hả? Phải không? Nhớ bọng con kìa. Chứ không nó mua con cô mực ở bóp chim tôi. Bà Lan còn giữ. Ờ à. Bây giờ sao? Ăn cái gì? Trời ơi, con nói vú heo ngon. Mấy bà ăn thử một lần đi. Giờ ăn vú heo. Thiệt, ba ba. Ăn vú heo với xưa gì đó. Chân gà chiên rất là ngon, xuất sắc luôn. Trời ơi, bà ăn bộ tui ăn hả? Không ngon. Anh nhớ em không? Nhớ hoài, ai cũng nhớ. Đá luôn nhiều à. Lấy 2 tờ luôn đi, bớt 2 ngàn. Đã bớt anh 2 ngàn rồi, chán đóng miền rồi. Có giả mặt mày nghe tao nói chưa? Tại á. Không, dép này đẹp, đi nhẹ. Không. Em là cô gái nàng quê mới vô thành phố, em đi bán cục bì già. Tuổi của con đó ta. Bốc đại đi hên xui. Tốt tuổi em đó.
đó này phụ cà đống đó mẹ ông bà cũng giữ cà đống nè đó này phụ á cái đó này chấm đầy vấn đề chị Diễm ôi mẹ em không chị Diễm biết ai cũng đá lùng nghèo cô đưa ông hai giờ tờ cô còn lỗ 2.000 nữa trời ơi đưa qua cho Diễm chứ để nè Diễm chưa lựa đi vậy gì năm tờ 55 má trời ơi cái gì kêu bằng má bởi vì hay nói thiếu cô 5.000 nha khách hàng nói thôi khách hàng mà kêu bằng má dạ cho đi đưa đưa gì anh rồi biết rồi anh lấy mấy tờ 10 tờ 101 gì mỗi lần 15 má đúng nè cô cho bà bằng má tối là 15 nãy kiếm sáu con 50 rồi giờ trả 5.000 không mà nói thiếu 5.000 rồi bà lên mạng ta cho ở nhiều 15 đủ rồi đó nha còn thiếu 2.000 nữa kìa đủ rồi đó cảm ơn 24 ấp ca la 5 101 rồi nói ông trời ơi mấy cờ bà đẹp Diễm mấy cờ Diễm 6 cờ 86.000 trời ơi cắn luôn đó anh đúng không ôi trời có nhiều quá vậy được rồi ủa sao thế đại lý 10 tờ tặng tờ đâu có đâu à, nói là 50 thưởng ai trơn thưởng 55.000 thưởng 55.000 6 tờ tính là 55 là còn có 5 lẻ nè 6 là 5 sáu nè đưa 5.000 thôi mấy tờ rồi cái này nè có tiền nhiêu rồi trời đủ rồi nè cảm ơn nha cảm ơn Khánh Kiều Cạch Ca la số không anh trời ơi, anh đẹp trai quá mối của cùi mà nói nó mới đi bán sao vô mời anh kìa anh nào mày đón con trai Việt Kiều à đưa cái số cho anh coi kìa trời ơi ờ ngày em bán như đó mới đủ trị bệnh tiểu đường bệnh quầy bệnh quầy trời ơi đường không phải bệnh cha bốc đại hên xui đi không trúng thưởng không? Đó, cái duy chót á. Nó không cưỡng đó. Nó không cưỡng đó. 11.000. 86.000. Trời ơi, ổng cứng sang chết bà đại gia đó mà đi bán số. Cảm ơn. Trời ơi, mua một tôi không nói mua dữ, mấy tờ anh yêu. Không, 10 tờ 100. Trời ơi, số khuyến mãi trời. Làm như bi ôm thì khuyến mãi anh được. Bi ôm khuyến mãi gì? Trăm triệu á, gái mà hồng nhan bạc phận là khổ lắm. 10 tờ 100.000 đúng không? Ông lấy mấy sắp? 10 tờ điểm đi. 113 hả? 11 không? Điểm đi. 2 4 6 8 10 ngay bốc hay vô. 100.000 đúng không? Đưa 10.000 thiếu 90 được không? Trời không có đâu bà, bán này gọi nhiêu mà đưa 10.000.
Anh nào lấy con le le không? Chạy nó đi. Chạy về kìa. Gáp nó chạy về. Sợ quá. Ủa má, tao ra con suốt mày đi. Giờ tao bán cái đồ trở về. Giống thằng hôm qua tao quýnh nó đó. Cứ ngày mà sắm 5 phần, ngày phải sắm 5 phần. Sắm giết vô nuôi bác sĩ. Rồi muốn lấy cô về má thằng kia kìa. Nghe cô nói cho 2 căn nhà, 1 căn Ba Phước, 1 căn Chí Hòa. Nó nói thôi hỏi lấy mày. Trời ơi. Bạc bẻo không? Cảm ơn. Không có gì luôn hả? Cảm ơn cạnh ca la la la. Mày đi rồi. Đúng rồi. Bà ơi, trả tiền mà cảm ơn chứ.